Nè, nhớ nha, dù gặp khó khăn gì cũng phải kiên cường để đối diện. Cậu mợ sẽ mãi mãi ủng hộ Chị các đâu con, có. biết chưa? Chị biết. Pha phim Việt Nam phát hành bộ phim Ba Họ Một Nhà, người dịch Trương Quốc An, diễn viên Lồng Tiến, Thế Thanh, Thế Phương, Bá Nghị, Quy Hồ, Thanh Bình, Ý Nhi, Tuyết Ngưng. Cơm giao thừa. Nè trời ơi cô, tới mua hoa Tết hả? Hay là mua chậu anh đào đi, bảo đó năm nay tốt số đào hoa. À, không cần đâu, tôi vừa mới làm đám cưới, còn lâu lắm mới cần đến hoa Thôi vậy đào. hai cô tự nhiên xem đi. Lúc nãy con cứ sợ dì sẽ mua chậu hoa đào lớn. Ha, con đừng có nghĩ dì con bay bướm như vậy. Phải, dì đã lấy nhiều đời chồng, nhưng mà đối với mỗi người chồng dì đều rất là chung thủy. À phải, chú Sư Tàu có gọi điện cho dì không? Không có, chắc là lần trước bị con làm hoảng sợ rồi. Dì có định chủ động tìm ổng không? Điên quá. Cũng như câu địch bất động ta bất động, tại sao dì phải chủ động đi tìm ổng chứ? Ổng phải đích thân đến tìm dì mới được. Sao lần trước dì lại lo lắng, sợ người chồng một đi không trở lại? Dì đâu có sợ, con cũng thấy nét mặt lo lắng của ổng hôm đó rồi mà. Chắc chắn ổng sẽ quay lại năn nỉ dì thôi. Bây giờ phải tỏ ra là mình có quy, kéo dài thời gian, trước sau ổng cũng phải cúi đầu trước hiện thực thôi. Con sợ đến lúc đó người phải cúi đầu trước hiện thực là gì đó. À, vậy thì con cứ yên tâm đi, dù sao cũng là đêm giao thừa đầu tiên sau khi làm đám cưới, ngoại trừ gì thì còn ai chịu ăn cơm giao thừa với ổng chứ. Đừng nói tới chuyện của gì nữa. Còn con, bữa cơm giao thừa của con đã xác định chưa? Ai mà biết, vừa mới cãi với ảnh vì chuyện của bé lớn. À, người lớn có thể không ăn, đứa nhỏ cũng phải ăn, không lý nào để cho cả đám Doremi Phai Son đó không được đoàn tụ gia đình, tội nghiệp như vậy. Thì cùng lắm đến lúc đó con sẽ đưa bé ba và muối muối về. Còn bản thân của con? Con à? Đến lúc đó mình sẽ ăn với dì. Thôi đi, nói xui xẻo. Dù sao á, dì cũng là con dâu mới về, cơm dâu thừa đầu tiên dĩ nhiên là phải ăn với chồng của mình rồi. Con đừng có dụ dì đó nha. Sao không có tình nghĩa gì? Chuyện tình nghĩa này chỉ khi không có tình yêu mới nghĩ đến được thôi. Bé lớn, con giận cậu sao? Dạ không. Đại ca Nguyên anh cũng kỳ nữa, thanh niên chơi ICQ có gì đâu. Bé lớn à, cậu không phải là người chuyên chế cho lắm, nhưng đêm nào con cũng lên mạng sẽ không đủ tinh thần đâu. Hay là vậy, nếu con thật sự nhớ người ta thì rảnh rỗi gửi email cho người ta đi. Cậu không phản đối nữa sao? Dù sao cũng là bạn học, rảnh rỗi trao đổi thì đâu có vấn đề gì. Phải rồi, viết thêm số thư tình, luyện tập văn chương, sau này thi trung văn điểm A cũng không sao. Nếu thật sự được thì chú đâu có như vậy. Nè, đi mua đồ đi. Nè, đại ca Nguyên, mua chút tóc tiên dầu hào đi, may mắn lắm á. Cả nhà tôi ăn cơm giao thừa liên quan đến chú. Ờ, đại ca Nguyên à, không phải chứ, một mình tôi năm hết Tết đến cô đơn lắm á. Sợ chú quá, nhưng mà tôi muốn giao trước, sau khi ăn Tết xong thì kiếm chỗ dọn đi. Không thành vấn đề, đại ca Nguyên, anh có tình người lắm nha. Nói gì nói chứ, vợ anh về bên đó bấy lâu, cô có về ăn cơm giao thừa không? Trời ơi, đông người quá vậy, hay là đừng mua nữa? Không được, ăn cơm giao thừa mà, không thể thiếu trôi nước được. Trôi nước, cả nhà cùng vui.
thì cũng phải coi người ta có chịu về ăn cơm không mới được chứ. Bé lớn, coi chừng đồ nghe, cậu đi lấy trụ nước. Mở, bà gì lâu ra? Không lẽ mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Ngoan ngoãn đi chợ chứ cậu sao? Em cũng đến mua đồ sao? Nhảm quá à. Đến đây dĩ nhiên là mua đồ rồi, không lẽ ham đông người hay sao? Cậu à, sao không kêu mở về ăn cơm giao thừa đi? Đêm giao thừa về ăn cơm giao thừa nghe. Nếu cô đến lúc đó có cần họp hành bằng bạc không? Nếu đến lúc đó không cần làm thật thì về đi. Chỉ về ăn cơm giao thừa thôi sao? Tốt nhất là ăn luôn cơm đầu năm cậu ha. Thì đó, suy nghĩ lại đi. Được, thì để suy nghĩ lại. Không phiền hai người nữa, đi thôi. Bye bye mợ, bye bye bà Laura. Thật khá khen cho đôi nam nữ si tình. Dì nói gì vậy? À phải, chúng ta còn mua trôi nước không? Anh mua rồi, cần gì mua. Vậy dì qua bên kia mua kẹo nha. Ai đó? Ông Đái, ông Cao và cô Cốc đến. Ờ, ngồi ngồi ngồi. Ông Đái à, chúng tôi đã chuẩn bị tuần sau làm lại. Vậy tốt rồi, bình yên vô sự. Bản này là kế hoạch mới phát thảo của chúng tôi. Cuối cùng các người đã thông suốt rồi phải không? Thật ra tôi cũng đâu có muốn kéo nhà ra tòa, đôi bên buồn rầu chia tay hả? À, dạ phải ông Đái, hôm nay chủ yếu tôi muốn bàn vấn đề kế hoạch mới. Do phải dựa theo kịch bản nguyên gốc để quay, có rất nhiều cảnh trí, đạo cụ rồi trang phục. Được, tốn bao nhiêu tiền không là vấn đề. Nhưng mà tôi còn một điều kiện là lập tức bấm máy cho tôi. Tháng sau tôi phải qua Pháp tham dự, lấy 90 giải thưởng về cho tôi nha. Ông Đái à, quay bộ phim thì không thành vấn đề, nhưng phải đoạt giải thì tôi không dám bảo đảm. Không phải chứ Mai Cô, với tên tuổi hiện nay của anh có gì mà không được đâu. Chỉ là ít hay là nhiều thôi. Ông Đái đã bận họp, các vị không thể vô trống được. Chuyện gì á? Ông Đái họ... Chúng tôi là đội điều tra tội phạm thương nghiệp, muốn phiền ông Đái Triển Hồng thay chúng tôi vì sở cảnh sát trợ giúp điều tra. Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến nhiều vụ án rửa tiền. Sao lại như vậy chứ? Dạo trước tôi đã nghe những tin đồn này rồi, nhưng không ngờ lại là thật. Vậy tức là sao? Tiếp tục quay phim nữa không? Bây giờ luôn cả đợt cuối không biết có hay không, anh còn muốn tiếp tục quay sao? Michael, anh định làm gì? Thật không ra thể thống gì hết. Ông coi làm điện ảnh là cái gì chứ? Dùng phim của chúng ta để rửa tiền, thật sự là sỉ nhục những người làm công tác điện ảnh như chúng ta. Thôi thì chuẩn bị tinh thần tìm công việc khác cho rồi. Anh không cần nản chí quá. Thực ra bộ phim bị mất ông chủ này thôi, vẫn có thể tìm ông chủ khác đầu tư mà. Nhưng mà bản quyền của chúng ta đã bán cho Đại Triển Hồng đồ rồi, nếu tìm người khác đầu tư có khi nào ông sẽ kiện chúng ta không? Nè thôi đi, bây giờ ông bị bắt rồi, làm sao kiện chúng ta chứ? Tôi đó, có người bạn làm luật sư, hay là để tôi thử mang hợp đồng này cho người đó coi có cách nào không? Được, trông cậy vào cô. Tạm biệt thầy. Bye 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 bye. Đủ đồ rồi thì đi nha. Ông đã hứa với cậu của hai con, chở hai con về đó. Ông hai ơi, sao Kỳ Kỳ không đến học vậy? Má của Kỳ Kỳ gọi điện đến cho ông, nói là sắp tới sẽ tạm không đến học. Sao lại như vậy? Có lẽ má của Kỳ Kỳ sợ ngoại của bạn ấy đến tìm rồi. Vậy còn món quà mà ngoại của Kỳ Kỳ nhà chúng ta đưa cho Kỳ Kỳ tính sao đây? Ông hai, ông có biết Kỳ Kỳ ở đâu không? Biết. Có gì không? Ông có thể đưa tụi con đến nhà của bạn ấy không? Ông đã hứa với cậu các con là sẽ đưa các con về nhà mà. Không sao đâu, chúng con chỉ mang quà đưa xong rồi về liền à. Phải rồi, ông hai ơi làm ơn đi. Phải rồi, làm ơn đi, làm ơn đi mà. Không được đâu, má của mình đang ngồi ở phòng khách đó, bây giờ mình không thể xuống được. Được, để tụi mình tìm cách. Sao hả? Bạn ấy nói má bạn ấy ở nhà, không tiện xuống lấy. Thôi rồi, hai con hả dạ chưa? Đi. Ông hai à, hay là ông mang quà lên chảnh đi. Ông không có biết má của Kỳ Kỳ, tự nhiên sao tặng quà cho người ta được chứ. Thì nói là quà sinh nhật của Kỳ Kỳ đi. Con biết sinh nhật Kỳ Kỳ là ngày nào sao? Như vậy cũng không được, tính sao bây giờ?
Thôi đi đi. Má. Ủa, bên dưới cầu năm, chú hai, ba người làm gì đây vậy? Hai con nói với mợ đi. Xin lỗi, các vị tìm ai vậy? Nhà ba tầng 7. Mời uống nước. Cảm ơn. Chứ Hà, hôm nay ngọn gió nào thổi vậy? Sao tốt bụng lên thăm bạn học cũ này chứ? Nhưng nói gì thì nói, lần sau lên chỉ ngồi chơi được rồi, đừng tốn kém mua những thứ này nữa. Không sao đâu. À phải, sao cô rảnh rỗi không cần đi làm ngồi ở nhà vậy? Không, chồng tôi đi công tác xa, mất công bỏ mặc một mình Kỳ ở nhà. Thấy Tết sắp đến rồi nên xin nghỉ phép sớm. Có lẽ bây giờ Kỳ đã lớn lắm rồi hả? À phải, lâu lắm rồi cô không có gặp nó rồi phải không? Kỳ, nè Kỳ, con ra đây đi. Điện thoại nằm mát. Ngoan lắm, chơi gì đi con. Chụp gì? Ngoan. Chà, mới chớp mắt đã cao lớn như vậy rồi. Dĩ nhiên rồi. À, Kỳ, cho con nè. Lần sau cô đến chơi là được rồi, đừng lãng phí tiền nữa, chiều hư bọn trẻ đó. Cảm ơn gì đi con. Cảm ơn gì? Được rồi, vậy con vô phòng tự mình chơi nha. Má chào gì con có chuyện cần phải nói đó. Con vô phòng mở ra coi có thích không. Kỳ à, hy vọng con sẽ thích món quà trò chơi này, coi như tấm lòng ông ngoại để lại cho con. Thật ra tất cả đều do lỗi của ông ngoại, con không nên trách má của con. Ông ngoại không muốn gây phiền phức cho mẹ con của con nữa, cho nên ngoại quyết định sáng chủ nhật tuần này lên xe trực tuyến về quê sinh sống. Con phải là một đứa con ngoan, hiếu thảo với má của con, sau này nhớ viết thư cho ngoại đó. Bản này là hợp đồng của chúng tôi với công ty điện ảnh, phiền cô coi giùm tôi. Có lẽ vấn đề không lớn lắm, nhưng tôi cần thời gian xem kỹ điều kiện ràng buộc. Hôm khác tôi trả lời cô được không? Lần này xin lỗi nha, năm hết Tết đến còn làm phiền cô. Lại khách sáo nữa rồi. Dù sao tôi và chồng tôi không có bạn bè và bà con, năm hết Tết đến ở nhà là sướng nhất, mất công ra ngoài chen với người ta. À phải rồi, ba cô đâu? Bao năm qua cũng không có tin tức gì của bác à? Mấy hôm trước tôi có gặp, không ngờ ông lại muốn nhận chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể nào tha thứ cho ông. Lần đó ông bỏ mặc tôi và má tôi đi theo người đàn bà tệ bạc đó. Dù gì cũng là người một nhà, không thể cứu giãn được sao? Quệ Đình à, bạn bè bao năm qua, đâu phải cô không biết tính của tôi. Huống chi là năm xưa ông đã bỏ đi như vậy, má tôi đã chịu nhiều cực khổ, cô cũng biết mà. Quả thật tôi không thể nào tha thứ cho ông được. Bỏ đi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Sao rồi, cô và chồng cô thế nào? Xong rồi, các em à, Tết âm lịch sắp đến rồi. Các em sẽ làm gì trong dịp Tết này? Chúc Tết, lấy lì xì, mặc áo mới. Ngoài trừ những chuyện đó, thật ra người Trung Quốc chúng ta rất thích viết câu liễn trong ngày Tết, viết tâm nguyện của mình lên tờ giấy đỏ, giống như tờ này vậy. Cho nên hôm nay cô sẽ cùng các em viết một tờ liễn của riêng mình. Cô ơi, có phải tờ liễn này nhất định phải viết chữ không? Có thể vẽ siêu nhân và bản thân mình thích không? Thật ra thì cũng được, thích vẽ cái gì cũng được, thích viết cái gì cũng được, quan trọng nhất là tâm nguyện của mình. Nào, bây giờ chúng ta ráng tập trung bắt đầu. Cô ơi, em viết xong rồi. Thôi được, chúng ta cùng xem tài liệu của bạn cần nha. Không cần đi học, sao em lại viết như vậy? Cô ơi, cũng tại cô kêu em viết hết tâm nguyện của mình lên giấy cho nên em mới viết không cần đi học. Thôi được, tiếp tục viết đi. Phương Vĩnh Lễ, Phương Vĩnh Trí, hai em định viết cái gì ra vậy? Cô ơi, em không biết viết câu gì bây giờ nữa. Sao vậy? Em có ước mơ năm mới nào không? Hy vọng cậu và mợ có thể mau chóng làm lành để mợ mau chóng trở về nhà. Có tin mừng. Lần này phải khui sâm ba ăn mừng mới được.
đài truyền hình cho chú lên chức sao? Khu xung bên. Hôm nay tôi nhận được tin là ông chủ tài trợ bộ phim hiện nay của vợ anh nó rửa tiền bị người ta bắt rồi, cho nên tôi nghĩ lần này Cao Chí Tu không thất bại cũng khó. Vậy thì sao? Tức là chứng tỏ hai người đó không còn cớ để gặp nhau nữa, không phải khu xung quanh ăn mừng sao? Chú nhìn mặt tôi đâu phải hàng người mong vợ thất bại. Nè, không lẽ anh tốt bụng đến vậy sao hả? Anh thật sự không muốn vợ anh về vui với anh và bọn trẻ hả? Dù là như vậy, tôi cũng không muốn vợ tôi thất nghiệp không có việc làm. Kim không thể nhọn hai đầu, anh nói thiệt đi. Sự nghiệp và gia đình, anh muốn vợ anh chọn cái nào? Bây giờ tôi không mong gì hết, tôi chỉ muốn cổ về ăn bữa cơm giao thừa thôi. Này, rửa tay đi, sắp có cơm ăn rồi. Cậu ai? Cậu có công việc cậu Năm giết cậu Liễn có đẹp không? Hai đứa này biết ranh ma xảo quyệt hồi nào vậy? Cái gì chứ, không liên quan đến con chỉ phụ trách dạy chúng viết chữ thôi. Cô Lan nói chỉ cần viết ước mơ lên tờ liễn, đem dán lên thì ước mơ sẽ thành sự thật. Nói trời, không làm biên kịch thì phí cho hai con quá. Cậu ơi, mà có gì đây ăn cơm giao thừa không? Lần trước đã nói rồi, còn phải coi mợ có cần làm việc hay không. Các con muốn mợ về làm sao? Dạ phải. Ăn cơm giao thừa dĩ nhiên là phải có cả nhà cùng ăn. Chị ba và mướn muối cũng sẽ về, không lẽ còn một mình mở lại sao? Thì đó, hay là chúng ta thử năn nỉ mở nữa đi, không chừng mở sẽ về ăn cơm giao thừa. Chú làm ơn quần áo khô rồi thu vô đi, sáng mai bị dầm sương ướt hết trơn, có phải mệt không? Chú có máy tính xách tay không xài, đi xài máy vi tính của tôi. Gõ vài chữ rồi mất công lôi hết đồ đạc ra, không lẽ mất kỹ thì vậy sao? Chú cũng biết bản thân chú bê bối thế nào mà, lỡ làm mất file của vợ tôi thì sao? Chưa hết, chú làm căn phòng này giống như ổ chó, vợ tôi về làm sao ăn nói đây? Thì cổ về máy tính đi. Không, ý tôi tức là chừng nào cổ về chừng đó tôi dọn. Thằng quỷ này lại xin thẻ tín dụng sao? Chú xin nhiều thẻ như vậy có trả nổi tiền thẻ không? Chắc là được á. Chú đã ghi địa chỉ ở đây, chú định ở đến bao giờ? Đại ca Nguyên, tôi không ngại nói với anh nha, tôi không muốn gạt anh đâu. Thực ra tôi không còn tiền trả góp nhà nữa, ngân hàng lấy nhà của tôi biến thành nhà thanh lý. Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm? Chú còn dùng cách bể đường cống gì đó gạt tôi sao? Không phải là tôi không muốn nói với anh cũng biết dạo này anh và vợ anh... Đủ rồi. Chú định ở đến bao giờ đây? Theo tôi thấy chắc là đợi qua Tết đi, sắp Tết rồi, lý nào anh đuổi tôi ngủ bụi kỳ lắm anh ơi. Tôi thật không biết câu nào của chú là thật, câu nào là giả. Tôi bị chú gạt hết lần này tới lần khác. Thì sao cũng được đi, anh em với nhau, anh yên tâm đi. Tôi muốn làm anh khó xử, tôi sẽ dọn đồ đi nghe. Sợ chú quá, thích ở cứ ở. Tôi hết biết cách nói rồi. Thôi được rồi, tôi hứa với anh, tôi mà tìm được nhà tôi dọn đi liền. Hy vọng đến lúc đó kẻ dọn nhà không phải là tôi. Anh quyết định bỏ ngang thôi cơ. Bây giờ ông chủ bị bắt rồi, phim này làm sao quay được nữa chứ. Nhưng bạn học nói với em là thật ra bản hợp đồng không phải là công cứu giảng, chẳng qua phải cho cổ thêm một chút thời gian nghiên cứu thôi. Bỏ đi, anh cũng không muốn tiếp tục phiền về chuyện này nữa. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Tưởng đâu lần đều có thể theo anh học hỏi chứ, bây giờ đành phải đợi lần sau vậy. Lần này anh xin lỗi em nha. Em có dự tính gì không? Nếu em muốn trở lại đài truyền hình làm,
anh có thể giúp cho em. Anh yên tâm đi, đã ra ngoài làm điện ảnh, em biết trước sẽ không trôi chảy, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Còn anh định làm gì? Anh định nhân cơ hội này qua bên Mỹ để nghỉ ngơi thôi. Anh đặt vé máy bay rồi. Tóm lại anh phải nhớ đến ngày đến tháng quay về là được rồi. Yên tâm đi, có em ở đây anh đâu có đành lòng không quay về chứ. Kiki, sao hôm nay con vui vậy? Dạ vui, hôm nay có thể cùng má đi mua thức ăn, có thể cùng ngồi ăn cơm, thật tình con vui lắm ạ. Nếu con thích thì từ nay má sẽ ăn cơm với con, chịu không? Dạ chịu. Ngoan lắm, đi thôi. Mai, ở nhà hết sữa bò rồi. Vậy sao? Kiki, nói cho má biết đi, tối nay con muốn ăn gì? Con... Alo, dạ tôi đây. Cái gì chứ? Trước khi nghỉ phép tôi đã bàn giao mọi thứ rồi. Được, đừng nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đến liền. Xin lỗi nha Kiki, văn phòng luật của má có chút việc quan trọng phải làm, má phải lập tức đến đó xem. Má kêu Sophia đưa con về trước nha, chịu không? Má nói tối nay ăn cơm với con mà. Xin lỗi đi, tối nay má không thể ăn cơm với con rồi. Má hứa với con, tối mai nhất định má sẽ ăn với con, chịu không? Không chịu đâu, má không giữ lời hứa. Kiki nè, đây là ngoài đường, má đã nói không được là không được mà. Sophia, coi chừng nó giùm tôi, đưa nó về nhà đi. Sophia, con mua xong, con muốn đến vườn vui vẻ chơi. Thôi đi, má con đã dặn cô không được đưa con đến đó chơi nữa mà. Không chịu đâu. Con còn nhõng nhẽo, cô sẽ gọi điện nói cho má con biết đó nha. Làm ơn cho xin 125 đồng. Kiki à, con đâu rồi? Ý, Kiki, sao bạn ở đây vậy? Mình đến tìm hai bạn đó. Bạn tìm tụi mình có gì không? Lá thư lần trước ông ngoại gửi cho mình, nói là ngày mai sẽ đón xe về quê. Lúc nãy mình đã đến vườn vui vẻ tìm ngoại, người ta nói ngoại đã xin nghỉ không làm mấy ngày rồi, cho nên mình mới đến tìm hai bạn. Coi hai bạn có biết ngoại ở đâu không? Tụi mình không biết. Bà ngoại của mình không đến tìm hai bạn nữa sao? Không có, sau lần đó ông đưa phần quà cho bọn mình, sau đó không thấy ông đến nữa. Tính sao đây? Mình muốn gặp ông ngoại lần nữa. Chết trời, nếu ngoại của mình về quê thì từ nay mình sẽ không thể gặp ngoại nữa. Bạn đừng buồn nữa, bạn nói là ngày mai ngoại của bạn đón xe trực tiếp về quê mà. Vậy ngày mai bạn đến nhà ga tìm ngoại là được rồi. Phải hả? Nhưng mà má bạn ghét ông ngoại của bạn như vậy, má bạn sẽ không cho bạn đi thì sao? Thì tối nay mình sẽ không về nhà, má sẽ không biết mình đi gặp ông ngoại. Bạn không về nhà, vậy tối nay bạn ngủ ở đâu? Cậu ơi, con muốn uống ly sô-cô-la, cậu pha cho con uống nữa đi. À, được rồi. Ý chà, cậu Năm, mới về tới liền ngồi đàn xiên vậy hả? Dạ phải. Ngoan lắm, chú ra ngoài làm việc nha. Ok. Bye. Bye. Nè, nhớ làm xong bài tập mới chơi game nghe. Dạ. À phải, cậu có nghi ngờ anh không? Anh thông minh như vậy, dĩ nhiên là không có rồi. Cũng như có hai bạn thôi, nếu cùng mình không biết tính sao. À phải, má bạn không thấy bạn về, bạn không sợ má bạn lo cho bạn sao? Lúc nào má cũng lo làm việc, không biết tới nay mấy giờ má mới về nhà. À phải, ngày mai bạn định đến nhà ga bằng cách nào? Dễ thôi, đón taxi là được rồi. Lúc mình ra ngoài không có mang theo nhiều tiền cho lắm, mình sợ không đủ tiền. Không sao, tiền ống heo của mình có nè. Đành vậy, em nghĩ chúng ta phải tính coi nên đi như thế nào mới được chứ.
Nè, bắt đầu đi nè. Trước tiên chúng ta phải tìm coi nhà ga ở đâu mới được. Nhà ga nè. Vô nhà rồi thì mau treo hết đồ mới lên đi, nếu không để nhăn nhèo đến Tết không có áo đẹp mặc đó. Dạ. Dạ. Yeah, hoa đào lớn quá. Làm gì vậy? Cành đào này có đẹp không? Dì đã chọn cả buổi trưa lận đó. Sao tự nhiên lại mua đào vậy? Chứ phải dì nói có chồng rồi không cần hoa đào nữa sao? Dì suy nghĩ kỹ rồi, dì quyết định tìm mùa xuân thứ tư của dì. Mùa xuân thứ tư là gì vậy? Mới mới à, chúng ta đi cả ngày nay. Chúng ta đem đồ vô rồi rửa mặt đi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Dì nói đùa thôi phải không? Ai rảnh nói đùa với con? Ai kêu ổng không có lương tâm? Hôm nay là ngày gì chứ, 29 Tết rồi, luôn cả một chút tiếng động cũng không có. Nếu ổng đã vô lương tâm, không chịu đến tìm gì, tại sao dì phải đi tìm ổng chứ? Dì không có ngu như vậy đâu. Thôi thì ăn Tết xong, chuẩn bị tinh thần, đi tìm ông thứ tư khác. Dì khoan nóng giận đã. Có thể cuối năm ở trường bề bộn thôi. Con đã nói là cuối năm Tết đến rồi, học trò nghỉ học hết rồi, còn gì để làm chứ. Tóm lại qua khỏi hạn chót này, cho dù ổng có quỳ lại gì, năn nỉ gì, dì cũng không hơi đâu đếm xỉa. Mới nhắc đã gọi. Nhưng mà cho dù là giáo sư Tào gọi đến, con nghĩ gì cũng không nghe đâu. Hay là để con nghe giùm gì ha, con kêu ổng cúp máy luôn nha. Nè con đừng có nhiều. Sao hả, không có gì chứ? Tóm lại là số khổ rồi. Không ngờ gần đến cuối đời rồi còn xui xẻo đến phải nằm bệnh viện. Không phải là cuối đời mà là vô thừa. Tưởng đâu là mua cành hoa đào sẽ tốt số đào hoa, không ngờ lại gặp kiếp đào hoa này. Tất cả cũng tại lão họ Tào đó. Nếu không tại ổng thì đâu có phải nằm bệnh viện ăn Tết như vậy. Dì yên tâm đi, bác sĩ đã nói bề ngoài đồ của dì không có gì đáng ngại đâu. Chẳng qua là vấn đề an toàn cho nên mới kêu dì nhập viện một hai hôm theo dõi. Năm hết Tết đến nằm bệnh viện xui xẻo muốn chết. Hay là con báo cho giáo sư Tào giùm cho dì, nói cho ổng biết dì vào bệnh viện nha. Con đừng có làm như vậy, dì không muốn nhìn thấy ổng mất công bị tức giận thêm, đến lúc đó không thể xuất viện. À, phải ha. Vậy phải ăn Tết ở bệnh viện thật. Tóm lại là số khổ rồi mà. Đừng vậy mà, ít ra chị vẫn còn được cháu gái này. Hay là vậy đi, con chịu thiệt một chút, ở lại bệnh viện ăn cơm giao thừa chứ gì. Có con mới nói nha. Có bao giờ con gạt gì đâu. Này hai đứa con làm gì vậy? Sắp ăn cơm rồi, còn ăn những thứ lặt vặt này, làm sao ăn cơm được? Nè bỏ xuống đi, mau lên phòng. Hai bạn nếp mang thức ăn cho mình mà, mình đói bụng quá. Lúc nãy bọn mình bị cậu phát hiện, bị cậu tịch thu hết thức ăn rồi. Thì đó, lát nữa bọn mình sẽ đưa cho cậu. Này hai con làm gì trong đó vậy? Con Năm, con sao lại khóa cửa vậy? Thì ra đang chơi game à? Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi chứ làm xong bài tập không được chơi game. Con biết rồi. À phải, ông hai của các con gọi điện đến, nói là lớp thể dục có một bạn tên là Tân Chỉ Kỳ bị mất tích. Bây giờ má nó đang tìm khắp nơi. Hôm nay hai con có gặp không? Dạ không. Thôi được, tắt máy đi, rửa tay xuống ăn cơm nha. Dạ. Con biết. Đồ rảnh lắm sao? Sao vô bếp phụ vậy? Loại đàn ông đảm đang này từ đầu năm đến cuối năm nấu ngày nấu đêm đâu có gì đâu, đúng không? Hả? Vì gia đình đông đủ, mọi người vui vẻ hạnh phúc ăn bữa cơm, làm bạn phụ tay cũng không được hay sao? Sao đa cảm quá vậy? Hình như câu này là của tôi nói. Đại ca Nguyên à, nếu như ngày mai vợ anh không thể về ăn cơm, anh có thất vọng không? Sao chú biết cổ không về? Lúc nãy tôi định gọi cho cổ, kêu cổ về ăn cơm. Nào ngờ cổ nói với tôi là dì của cổ. Cổ nói cái gì? Dì của cổ bị đập trúng cái đầu, bây giờ đang ở bệnh viện.
cổ phải lo cho dì cổ ăn Tết trong bệnh viện. Sao trùng hợp vậy? Cậu à, bánh dứa về cậu Năm đâu mất rồi? Sao lại như vậy? Dạ không biết, lúc nãy con định gọi chúng vậy nào ngờ không thấy đâu, chỉ còn lại mảnh giấy. Cậu có coi nè. Sao không giống túi của bé Ba và muối muối vậy ta? Để coi. Chắc chắn là không phải. Tôn Chỉ Kỳ, Tôn Chỉ Kỳ Lai hả? Là bạn học lớp thể dục của bánh dứa và cậu Năm đó. Vậy sao? Thì có lá thư nè. Đây là thư của ngoại Kỳ Kỳ viết mà. Hả? Sao lại có thêm một ông ngoại nữa vậy? Hôm qua ông hai gọi điện đến nói là Kỳ Kỳ này bị mất tích. Nhờ tôi hỏi cậu Năm và bánh dứa cậu có gặp nó không. Lúc tôi đến hỏi hai đứa nó có vẻ lạ lắm. Vậy chắc chắn tối hôm qua nó trốn ở đây rồi. Nhưng mà tự nhiên sao chúng lại giống một cô gái ở đây? Lá thư này là ông ngoại nó nói cho nó biết hôm nay sẽ đón xe trực tuyến về quê. À, tức là bánh dứa, cậu Năm và Kỳ Kỳ cùng đến nhà ga để gặp ông ngoại rồi. Phải rồi, phải rồi. Quyển bản đồ cũng khoanh nhà ga Hồng. Thì chúng đã nói rõ quá rồi. Thôi đi bé lớn, lập tức gọi ông hai nhờ ông báo cho má của Kỳ Kỳ kêu cổ đến nhà ga cổ gặp mấy đứa không. Cậu, bé Ba mua muối. Tôi coi lên trước nha. Tưởng đâu em sẽ không về chứ. Em định đưa chúng về trước, sau đó mới đến bệnh viện lo cho chị. Sáng sớm anh đã đi à? Anh phải đi tìm cô Năm và bánh dứa. Tính sau đây chúng ta hùng lại chỉ mới có 150 đồng mà. Chết rồi, đồng hồ nhảy đến 130 mấy đồng rồi. Làm yên ngừng lại đi. Hay là chúng ta vừa đi vừa hỏi người ta đi. Chứ ơi, đường nào đến nhà ga vậy? Đến nhà ga đi hướng này nè. Cảm ơn. Cô yên tâm đi, tôi nghĩ Kỳ Kỳ đến nhà ga tìm ông ngoại của nó thôi. Không có gì đâu. Bây giờ tôi và chồng tôi đang đến nhà ga. Ok, lát nữa gặp. Bye bye. Hai đứa này càng lúc càng quá quắt. Nói dối đã đành còn xuống người ta bỏ nhà đi nữa. Em nghĩ chúng chỉ có ý muốn giúp Kỳ Kỳ thôi. Muốn giúp cũng đâu giúp kiểu vậy. Lát nữa gặp chúng nhất định phải dạy dỗ chúng mới được. Lát nữa anh đừng có hung dữ quá nha. Trẻ con phải thật sự bình tĩnh ngay từ đầu mới được. Chính vì em quá bình tĩnh không đủ nghiêm mới dạy chúng giống như bây giờ đó. Em dạy không đủ nghiêm à? Vậy anh có canh kỹ chúng không? Một cô bé gái vô nhà anh cũng không biết. Đó là sơ suất của ai? Em có biết cuối năm anh phải lo bao nhiêu chuyện không? Một mình anh lo được bao nhiêu chứ? Nếu không tại em giận lẫy bỏ đi thì đâu xảy ra nhiều chuyện vậy. Ngừng lại. Làm gì vậy? Hình như em gặp bánh dưới đang đi. Hai con có biết hai con làm vậy má của Kỳ Kỳ sẽ rất lo cho nó. Cậu và mợ cũng rất lo cho hai con không? Kỳ Kỳ à, để chú đưa con về gặp má chịu không? Con không về, con không về đâu, con mất gặp ông ngoại. Dì ơi dì, dì cho con gặp ông ngoại đi. Mợ ơi, Kỳ Kỳ muốn gặp ông ngoại của bạn ấy lắm. Phải đất cậu, cậu cho Kỳ Kỳ gặp ông ngoại rồi mới đưa về nhà đi. Vậy Kỳ Kỳ có nói chuyện này với má của nó không? Chưa dù có hỏi, má bạn ấy cũng không cho đâu. Má ghét ông ngoại của con lắm, lẽ nào liệt cho con gặp ông ngoại chứ? Không lý nào vấn đề của đời trước lại ảnh hưởng đến đời sau. Nhưng sao cũng được, dù gì đây cũng là chuyện riêng của người ta, chúng ta không tiện xen vào. Kỳ Kỳ à, để chú chở con về nhà mới tính, chịu không? Con không về nhà, con không về nhà, con nhất định mới gặp ông ngoại. Cậu ơi, Kỳ Kỳ muốn gặp ông ngoại của bạn ấy lắm đó. Phải đó, cậu ơi, cậu coi như làm phước đi. Ngoại có con đã về quê rồi, cho nên con sẽ không còn gặp ông ngoại nữa. Con muốn gặp ông ngoại một lần thôi. Cậu ơi, cậu ơi, cho con gặp ông ngoại đi. Thank you.
Kiki. Ông ngoại kìa. Kiki. Kiki. Ông ngoại. Cha. Em ơi. Ngoan ngoan ngoan. Nè Kiki. Kiki à, sao con trốn ra đây vậy? Má không lo cho con, lúc nào cũng lo làm việc, không có thời gian cho con. À, con không thể nói má con như vậy. Má con á, chịu cực khổ ra ngoài làm việc cũng vì muốn cuộc sống của con tốt hơn. Thật ra má con thương con lắm đó. Nè, sau khi ngoại đi rồi á, con phải hiếu thảo với má, đừng để má bận tâm. Hễ có cơ hội á, ngoại sẽ qua đây thăm con. Hả? Kiki, con mau qua đây. Kiki mau, qua bên đó đi con. Mỹ à, bà biết năm xưa bà vì người đàn bà đó bỏ mặt mẹ con không lo rồi bỏ đi. Cho dù bây giờ bà xin lỗi con 1000 lần, 1000 lần, con cũng không tha thứ cho bà. Nhưng con có suy nghĩ không? Con vì sự nghiệp đi kiếm tiền, bỏ mặt Kiki ở nhà một mình, vậy thì con cũng không khác gì ba. Bà đã lỡ phạm rồi, suốt đời cũng không thể bù đắp được. Bà rất mong con sẽ không giống như bà. Cô không tha thứ cho ba cô thật sao? Phải đó, lần này bác Niên đi có thể suốt đời cô cũng không được gặp lại. Ba. Cảm ơn. Ba. Hay là tối nay cùng về nhà ăn cơm giao thừa đi. Được. Con nhớ ông ấy không cần đi nữa. Ngoan lắm. Con khờ quá đi, ngoan lắm. Xe của con đã ngoài kia, con xách đồ về nhà giùm ba nha. Cảm ơn. Ngoan lắm con. Má ơi, hay là mẹ về ăn cơm giao thừa với tụi con đi. Phải đó, mở cùng về với tụi con đi mà. Phải đó em, vấn đề mười mấy 20 năm của người ta cũng có thể giải quyết được. Không lý nào vấn đề của em và anh lại không thể giải quyết. Về đi mà. Khoan mời nhà nhà được chưa? Dì đã xuất hiện về nhà rồi sao? Không có gì nữa, ở lại để làm gì? Không lẽ hai ở bệnh viện giờ làm việc cô đơn sao? Dì không cần con đến chơi với dì nữa à? Không cần đâu, có chồng có dì vui với dì là được rồi. Dì nói giáo sư Tào. Xui, bộ dì còn người chồng nào khác sao? Hai người không có gì nữa à? Vợ chồng với nhau, đằng kia đánh nhau thì đằng này quề thôi. Con cũng về nhà ăn cơm giao thừa vậy. À, không nói với con nữa, ảnh gọi dì, hôm khác mới kể chuyện cho con nghe nha. Bye bye. Bye bye. Ăn cơm được rồi, xuống đi. Dạ. Nè, mấy đứa rửa tay chưa? Nhanh lên. Sao hả? Vì em có la ầm lên không? Vì vậy cháu sư Tào làm quề rồi, làm sao còn nhớ đến chúng ta? Vậy thì càng tốt, vì sẽ không trách em không có từ nghĩa nữa. Nè Lượng, đi đâu vậy? Tôi ra ngoài ăn cơm. Bỏ đi, dù sao chúng ta cũng ở chung một nhà. Nếu không ngại, tự cùng ăn bữa cơm giao thừa đi. Vậy ngại lắm á. Chú ngại. Cùng vui vẻ ăn bữa cơm giao thừa đi. Sang năm chúng ta sẽ vui vẻ đến cười hiếp mắt luôn. Vậy tôi không ngại hơn. Đi. Hôm nay chúng có ra ngoài cùng ăn cơm giao thừa với cả nhà chịu không? Mời cậu ăn cơm. Mời mở ăn cơm. Mời chú Lượng cũng ăn cơm. Ngoan.
Hôm nay ai cũng ăn ngon miệng nha. Ngon miệng cũng đâu bằng đại ca Nguyên. Gần như cả con gà bị anh ăn hết luôn. Mơ đã về mà, dĩ nhiên cậu ăn ngon miệng rồi. Tại tôi không muốn bỏ phí thôi. Cơm ơi, chừng nào chúng ta mới được ăn trà nước? Nhưng cậu quên mua trà nước rồi. Em có mua không? Không có. Hôm trước gặp anh em tưởng anh có mua nên em không mua. Tức là tối nay không được ăn trà nước rồi. Trời, khổ nỗi, đúng lúc lại dùng hết bột nếp rồi. Nếu không có thể lập tức làm ngay. Vậy thì không thể đoàn tụ cả nhà. Không sao, cậu đã có cách. Yeah, cậu giỏi quá. Vậy cũng được hả? Phục anh luôn á. Em à. Anh à. Nè. Thật không ngờ không được ăn trâu nước, ăn kem bột nếp còn đậm đà hơn. Phục anh luôn đấy. Giờ thừa ăn bánh kem với bột nếp. Em à. Xảy ra nhiều chuyện, chúng ta vẫn có thể ngồi chung với nhau. Đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa. Em nói đúng. Qua khỏi hôm nay là một năm mới. Trong năm mới sẽ có hy vọng mới. Chúng ta phải hướng về phía trước, không thể quay lại nhìn. Trong năm mới, hy vọng mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Em còn ăn nữa không? Anh mua nhiều lắm hả? Lần trước đại hạ giá anh mua nhiều lắm. Anh lấy cho em. Alo. Alo, Cốc hả? Mấy cô đây. Mấy cô, anh sao rồi? Anh có tin mừng báo cho em biết. Bên Hollywood có một công ty điện ảnh lớn hài lòng về kịch bản của chúng ta, hứa bỏ tiền đầu tư rồi. Việc của chúng ta có thể tiếp tục rồi. Tức là chúng ta có thể tấn công vào Hollywood rồi.